Hello, xin chào bạn, chào bạn đến clip tiếp theo của mình nha. Clip này với chủ đề đó là mình sẽ test vùng mạch. Đó là vùng mạch gì? Đó là vùng mạch xi nhan P18 AM đấy, kèm đờ mi luôn. Tại sao lại nói là vùng mạch này? Vì là một số anh em có nhắn tin cho mình hỏi là anh ơi, anh ra một clip hoặc là một sản phẩm nào về cái chủ đề đó là đờ mi đen một bóng kèm xi nhan luôn. Thì hôm nay sẵn tiện đó là có một em trai mang một chiếc Sirius FE cây số anh em, mới có 2000 cây thôi anh em nha. Anh em quan sát 2000 km luôn. Đó. Với cái anh em, người em này là muốn là lên bộ mạch trên một bóng kèm không cấp zin luôn anh em nha, sử dụng không cấp zin, không cắt đời đấu nối. Thì mình đã kết hợp, mình đã cho ra sản phẩm đây anh em. Sản phẩm cảm giác như zin, mình đã làm chắc sẵn dây đồ cẩn thận, không vào nước. Yên tâm anh em nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ test một cái bộ mạch này trên cái dòng xe Sirius FE này luôn. Và mình sẽ cố gắng ra các sản phẩm để các dòng xe khác nhau luôn. Đối với cái dòng xe này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách tháo. Đối với cái đầu đèn này, thì anh em cố gắng mở mấy con ốc trên này và các con này cẩn thận. Vì bây giờ mình cũng làm nhanh để anh em quan sát. Có gì cái video lắp ráp hay tháo thì mình có thể hướng dẫn anh em sau. Bây giờ mình chủ yếu trực tiếp là mình sẽ test cái bộ mạch này cho anh em nha. Thì khi anh em tháo được tất cả cái bộ đầu này ra và kết hợp anh em phải tháo vào cái phần nhựa trước của nó anh em ơi. Tại sao tháo cái nhựa trước này anh em? Tại vì là vì cái đời xe này là hai bóng xi nhan nó nằm ở đây anh em, thì mình cần phải tháo ra. Còn các xe khác thì nó nằm ở trên này thì dễ rồi. Ví dụ như Sirius nó hay là các xe quay đồ xi nhan thì nó nằm ở bên trên thì nó đỡ. Còn cái xe này xi nhan nó nằm bên dưới này, bắt buộc mình phải tháo ra. Thì tháo ra thì anh em quan sát được vị trí này. Đối với cái xe này nó hai con có hai con ốc chính diện, anh em phải lưu ý tháo ra này, hai con này. Và ở sau này anh em quan sát. Đối với ở sau này thì cái xe này thực chất mình đã cũng dễ tháo anh em nha. Nên anh em yên tâm, anh em cứ tháo cẩn thận xem qua video mình rồi anh em cứ tháo thôi. Cái xe này là gồm có dải ốc này anh em tháo hết cho mình. Đó, cái dải ốc này từ trên xuống dưới hai bên và hai con trước là được rồi. Rất dễ, đối với xe này mình cảm thấy là được tháo dễ nhất luôn trong các xe này anh em nha. Khi anh em tháo được ra, anh em này, cái đầu đèn mình không nói, mình sẽ cố gắng ra video khác để hướng dẫn anh em cách tháo luôn. Còn đối với cái này, khi anh em mở được tất cả các ốc của anh em nha, anh em cửa cái đầu đèn này cửa về hướng mình này. Anh em có nghĩa là cửa hướng mình là anh đỡ. Anh em quan sát là mình cửa không gãy một cái mấu nối nào luôn. Anh em xem cái hướng của cái những cái đầu nhựa này anh em ra rút anh em nghe. Có nghĩa là anh em rút như thế nào ra. Sau khi anh rút được ra, anh em quan sát đối với cái xe này, cái chắc cắm của nó rất dài luôn. Nên anh em có thể thoải mái gắn. Đây, cái bộ mạch của bên mình như mạch khai giáp thôi, thì cũng tháo cái giắc này ra. Anh em quan sát và anh em cắm vô thôi. Cắm như zin vậy luôn. Mình nói thiệt, khi qua xem clip này xong mà anh em không làm được là mình cũng hơi bất ngờ luôn anh em nha. Đó, khi anh em tháo được ra còn một cái sợi dây này anh em này. Anh em quan sát này. Cái sợi dây này thì anh em luồn từ ở trong này. Vị trí này, tại sao lại luồn ra vị trí này? Thì mình đã làm dây dài ra để mục đích đó là để cho anh em gắn lên cho nó thoải mái và nó đi đỡ đùng anh em, lúc anh em quay đầu thế này là nó đỡ này. Đỡ, anh em thấy không? Rồi, khi anh em gắn được như thế này này, còn về những cái giắc này thì anh em cố gắng băng lại nha. Băng cẩn thận lại cái chỗ này, có nghĩa là bây giờ rút đi. Nha, mình bây giờ là clip này mình làm nhanh cho anh em xem thôi. Khi anh em gắn được như vậy thì anh em bỏ vô như thế. Gắn lại rồi, ok. Còn cái phần tiếp theo. Cái phần tiếp theo đây. Đối với cái đầu đèn này là hiện tại cái xe này nó đang sử dụng bóng zin. Bóng zin thì nếu mà lên cái đờ mi này thì nó hơi tốn điện, và là với là cái em trai này cũng muốn chuyển qua cái bóng led. Thì điển hình là mình đã chuyển cho em trai một cái bóng led này luôn. Đó, nghĩa là bóng cốt trắng pha trắng luôn anh em nha. Thì clip này là bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cách chuyển đèn bình và kết hợp là lên cái công tắc ở cái mạch này luôn. Thì anh em quan sát đây. Đối với cái dòng xe này nha, đối với cái dòng xe này là gồm có một cái giắc đây, 3 dây anh em quan sát này, anh em quan sát kỹ nha. Gồm một dây xanh, dây vàng sọc đỏ và dây vàng sọc đen. Thì gồm 3 dây anh em tháo ra. Đây là cái dây cái giắc chuyển đèn bình nha, cái giắc chuyển đèn bình của mình mà mình gắn sẵn thì lúc nãy mình quên tháo ra thôi, thì anh em cứ để ý cái việc này thôi. Thì anh em quan sát, anh em nhìn này, đây là cái dây vàng nha. Có cái dây vàng từ dưới lên này, anh em tách ra là anh em quan sát có dây vàng này dưới lên đúng không? Là anh em rút cái dây vàng này ra, anh em rút cái dây vàng này ra. Đó. Xong sử dụng băng keo hoặc là gò nhiệt anh em băng cái chỗ này lại. Mục đích ở đây là làm gì? Mục đích cái này là anh em băng cẩn thận để cái điện này là điện máy, nếu lớn nó chạm vào sườn nó gây cháy nổ hay là chập cháy điện thành điện trên xe anh em nha. Khi anh em tháo ra được rồi thì anh em cắm cái giắc sẵn này, cái giắc mình đây là mình làm sẵn, lúc nãy mình gắn rồi mình quên đưa ra. Thì anh em tháo ra và anh em xem này, anh em xem cái dây, cái giắc màu đỏ này là phải cái dây này là từ cái dây vàng này mình rút ra, bây giờ mình gắn vô lại, gắn vô cái vị trí của dây vàng. Khi anh em gắn được vô rồi nha. Khi anh em gắn được vô thì anh em để vậy. Xong cái tiếp tục là cái giắc này nè. Lấy điện bình ở đâu? Đối với cái xe mà xe xăng cơ
thắng đĩa hay là thắng đùng cũng vậy, cái dây nâu này, đối với dòng Yamaha dây nâu này là điền sau khóa, thì anh em trực tiếp là anh em gắn tháo dắt cái dây nâu ở vị trí này anh em rút cái dây nâu ra, anh em gắn cái dắt mình vừa mới làm sẵn vô, anh em gắn vô lại, gắn vô đây, anh em quan sát mình gắn sẵn và mình đã băng cẩn thận rồi, không chạm chập. Rồi cái dây cuối cùng từ cái bộ mạch từ dưới lên, anh em quan sát đúng không, anh em sử dụng kéo này, anh em tách cái dây này, tách cái vỏ bọc ra để lòi sợi dây điện. Anh em lòi sợi dây điện, anh em quan sát được cái vị trí dây xanh đây, dây xanh từ trên này xuống, có nghĩa là từ cái công tắc đèn xuống anh em này, anh em bỏ vô cho mình đó, anh em bỏ vô, anh em bẻ cong lại đó, bẻ như thế này và anh em gắn lại như vậy luôn. Rồi khi gắn được lại, đây là cái sợi dây này mình làm thì hơi dài, nhưng mẫu sản phẩm khác thì mình sẽ gắn ngắn nhất có thể. Rồi khi anh em làm được như thế này rồi thì sử dụng lắp đèn, anh em sử dụng là đầu đèn đây và anh em gắn vô lại như vậy luôn. Và bây giờ mình sẽ test thử cái bộ mạch, đó là bộ mạch đờ mi trên một bóng luôn, anh em xi nhan và đờ mi trên một bóng luôn. Mục đích là cái video này mình làm là để cho một số anh em tham khảo thêm cái bộ mạch và kết hợp là cũng chuyển định vị luôn. Đây clip này là mình cũng đã hướng dẫn anh em cách chuyển định vị luôn anh em nha. Thì bây giờ anh em mở khóa và bật đèn lên. Bây giờ mình tắt này, bây giờ mình bật đèn lên anh em này. Đó, anh em đã quan sát bóng đờ mi sáng lên một bóng chưa? Sáng đi luôn, có nghĩa là bật đèn là đờ mi sáng. Và bây giờ mình sẽ sử dụng đó là nút zin, mình bật xi nhan cho anh em luôn. Đây hiện tại mình đang bật xi nhan bên trái anh em nha. Xi nhan bên trái là nó xi nhan luôn. Đó, cả trước cả sau luôn anh em quan sát. Hiện tại bây giờ là mình xi nhan trước và trên hiển thị trên bóng đồng hồ luôn anh em. Anh em quan sát. Bây giờ mình sẽ ấn nút tắt anh em này, mình sẽ nhấn nút vào là nó tự tắt và vẫn đưa mi bình thường luôn, vẫn đưa mi bình thường. Bây giờ mình gạt qua vẫn đưa mi. Đó xin nha, anh em quan sát được trước này cho dễ hơn. Đó, anh em quan sát đưa mi trên một bóng nha. Bây giờ mình sẽ tắt này, mình sẽ tắt là nó đứng im này. Đó anh em quan sát đúng không? Mình tắt một phát là cái đưa mi nó đứng im, mà chắc chắn 100% anh em là một bóng, anh em quan sát này. Hiện tại đây là một bóng nha, mình không nói xào hay gì nha. Hiện tại là một bóng. Đó, bây giờ mình sẽ bật xi nhan bên này cho anh em xem cái độ chớp của nó này. Đó, hiện tại mình đã bật xi nhan và hiện chớp còn bóng. Và ở cái mình cũng nói là tại sao lại chuyển qua cái mình cần thay bóng led anh em, vì cái bóng led này là nó đỡ tiết kiệm điện hơn. Khi anh em sử dụng mà anh em bật đèn lên nó sáng cả đường mi, nếu anh em bật bóng zin, thứ nhất là nó tối không sáng được như cái bóng led, thứ hai là nó điện nó tốn lắm, thời gian anh em đi có nhiều lúc anh em phải đẩy nó hết điện, anh em cần đạp nó cũng kịch đúng không. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tắt xi nhan và tắt đèn anh em, mình tắt công tắc đèn này mất hết đó anh em, bật lên là nó sáng đờ mi luôn, kết hợp là xi nhan trên một bóng. Rồi ok, thì cũng chân thành cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Mình sẽ cố gắng ra các sản phẩm vát dòng xe để mang lại cái sản phẩm tốt nhất để tới anh em. Ok, chân thành cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Nếu cảm thấy video hay thì đừng quên đăng ký kênh cũng như like để chia sẻ với em.